Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng điện thoại Android để mà tải phần Google Meet về để mà tham gia các cái chương trình học online. Thì ở trên điện thoại Android của các bạn á, các bạn vào CH Play, mọi người kiếm cái CH Play thì mọi người tải về đây CH Play ha. Vào cái phần tìm kiếm á, mọi người gõ cái chữ Google Meet. Đây cái biểu tượng Google Meet nè, các bạn bấm vào cài đặt, rồi các bạn chờ cho nó cài đặt ha. Rồi các bạn bỏ nó đi. Trong lúc chờ là cài đặt á, các bạn quay trở ra ở cái giao diện chính nè. Các bạn thấy ở trên phần tìm kiếm phía sau nó có cái chữ cái đó, hoặc là cái hình người gì đó. Đó là cái tài khoản mà mình đăng nhập ở trên trên điện thoại để mà mình tải ứng dụng rồi về đó. Thì mình sử dụng cái này để mà mình xài Google Meet luôn. Nhưng mà các bạn phải đổi tên thành tên của mình để mà khi tham gia vô học á, thì giáo viên sẽ biết bạn tên gì. Thì các bạn bấm vào cái chữ đó, nó hiện ra các bạn vào tài khoản Google. Rồi sau khi vào tài khoản Google rồi á, các bạn vào thông tin cá nhân, các bạn kéo xuống đây cái phần tên nè, các bạn sửa lại cụ thể hơn. Ví dụ tên các bạn trước đó thì nó không có cụ thể là lớp mấy, bạn có thể sửa lại cụ thể hơn. Rồi sau khi sửa xong thì các bạn bấm lưu lại thôi. Rồi mình quay trở ra coi cái phần của mình đã tải xong chưa, cái phần Google Meet của mình đã tải xong chưa nha các bạn. Bạn vào các bạn xem đây, các bạn đã tải về trên rồi, trên điện thoại rồi. Thì giờ các bạn bấm vào rồi các bạn chọn cái Gmail, tại vì trong điện thoại tôi có rất là nhiều Gmail. Thì các bạn vào cái Gmail nãy bạn đổi tên nè, bạn chọn vào đó, rồi bạn muốn tiếp tục chọn cái Gmail mà nãy mình đặt tên đó. Nó hỏi nè có cho chụp ảnh và quay phim hay không, thì các bạn nhớ các bạn phải chọn là trong khi dùng ứng dụng nha, để sao nó không hỏi nữa. Ghi âm cũng vậy, các bạn đừng bấm lộn nha, bấm lộn chỉnh sửa rất là khó. Rồi thì tới ngay cho cái bước này thì có hai cách để các bạn tham gia vào cái lớp học. Các bạn vào Zalo của lớp đó, thì thầy cô sẽ gửi cho các bạn cái link, thì các bạn bấm trực tiếp vào cái link đó. Thì khi mà các bạn bấm trực tiếp vào cái link đó thì có những cái điện thoại mà mới nó sẽ hỏi là các bạn có bật mic hay bật camera gì không, thì các bạn nhớ là các bạn bấm có nha, các bạn đừng bấm không, cài đặt rất là khó. Thì sau khi bấm xong rồi thì nó sẽ hỏi bạn chọn cái Gmail nào để mà các bạn tham gia học. Thì các bạn chọn cái tên hồi nãy thầy đổi đó. Thì nó sẽ hiển thị tên khi chúng ta tham gia vào lớp học. Rồi thì ở cái màn hình này thì các bạn thấy nó có cái camera với cái mic đó ha. Với cái chữ yêu cầu tham gia, thì các bạn muốn tham gia thì các bạn bấm yêu cầu tham gia, rồi các bạn bấm camera hoặc là bấm mic để tắt nó đi nếu các bạn không muốn. Nếu bạn muốn tham gia vào mà không có cam có mic thì các bạn tắt hết. Xong rồi các bạn bấm vào yêu cầu tham gia. Các bạn nhớ là khi mà ở cái bước này các bạn cứ từ từ ha. Các bạn bấm yêu cầu tham gia thì phải chờ giáo viên bấm chấp nhận. Có khi giáo viên đang chuẩn bị, giáo viên chưa bấm chấp nhận được, các bạn thoát ra luôn thì lại sai. Thì khi mà các bạn bấm chờ đó thì giáo viên bấm chấp nhận thì các bạn đã vào được cái lớp học rồi đó. Thì ở đây là cái lớp học là chỉ mới có giáo viên với bạn thôi. Thì khi mà giáo viên bật cái cam lên thì bạn sẽ thấy được phía sau có cái nền. Thì nếu mà ở đây nó có những cái tùy chọn sau đây, đây thì chỉ các bạn sử dụng cái tùy chọn là cái mic nè. Rồi cái camera nè, các bạn có thể tắt mic để hoặc là tắt camera để mà ẩn không nghe, không mình nói không có thu vào được, với lại không có cho người khác thấy ảnh của mình.
Rồi các bạn sao các bạn thấy phía sau của người giáo viên ngay cái đây có cái dấu ba chấm nè. Rồi các bạn bấm vào cái dấu ba chấm này nè để các bạn có thể thấy được toàn bộ cái khung cảnh phía sau của người giáo viên nha. Các bạn bấm vào ba chấm chọn toàn màn hình thì các bạn sẽ thấy rõ hơn nè. Hồi nãy các bạn thấy chỉ có một phần thôi. Đó, thì đây là những cái tùy chọn mà các bạn có thể sử dụng trên cái màn hình khi mà tham gia vào lớp học. Rồi thì khi mà các bạn tham gia rồi các bạn, khi mà giáo viên yêu cầu là kết thúc buổi học thì các bạn có thể bấm vào cái dấu dấu tắt này, dấu dấu màu đỏ này để các bạn thoát cái lớp học đi. Rồi. Đó là cách thứ nhất. Đó là cách thứ nhất tham gia là các bạn bấm trực tiếp vào cái link. Cách thứ hai là các bạn chọn tham gia vào bằng mã, các bạn mở cái phần mềm Google Meet lên có cái chế độ là tham gia bằng mã. Thì các bạn xem trong cái link của giáo viên gửi á, phía sau cái tờ meet.google.com dấu sẹt thì nó có 10 cái chữ cái. Giữa 10 cái chữ cái nó có cái dấu gạch ngang thì các bạn điền vào. Các bạn bấm tham gia bằng mã. Rồi các bạn điền 10 cái ký tự đó vào. Ví dụ như ở đây thầy thấy thì link của cô giáo gửi là BR. Các bạn gõ chính xác nha. Rồi có dấu gạch nối nha chứ không phải gạch sát dưới chân. Rồi B V kép E X. Đó là các bạn không click vào link mà các bạn nhập cái mã vào. V B B. Đó là cái mã phía sau. Cái mã phía sau cái link của thầy của cô giáo đó. Rồi các bạn bấm xong rồi các bạn bấm tham gia. Rồi cũng vậy, các bạn. Rồi thì ở cái màn hình này thì các bạn vẫn có thể tùy chọn sau khi bấm yêu cầu tham gia thì các bạn bấm những cái chức năng mà ở cái phần trước hồi nãy thầy đã nói đó, thì có chức năng tắt mic, tắt cam nè. Thì khi mà giáo viên không có hỏi các bạn thì các bạn tắt, nên tắt mic đi ha. Rồi Buổi học mà do giáo viên tổ chức nó có rất là có hai cách, một là các bạn click trực tiếp vào link, hai là các bạn tham gia bằng mã. Mã là 10 cái ký tự cuối, cái ký tự cuối phía sau cái link là có những cái dấu gạch nối đó, các bạn nhập cái mã nó chính xác vào các bạn tham gia sẽ được. Thì cái video của thầy đến đây là kết thúc, chúc các bạn có một buổi học thật là thú vị. Cảm ơn các bạn.